chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với các bạn nam về cái chủ đề đấy chính là 10 cái kinh nghiệm xương máu mà đàn ông phải nhớ thật kỹ khi yêu để sẽ luôn luôn có hạnh phúc và không đau khổ trong tình yêu các bạn nhé. Cái điều đầu tiên mà đàn ông phải nhớ khi yêu đấy chính là đừng bao giờ chu cấp tiền cho một người phụ nữ không phải là vợ của mình. Các bạn thân mến, trong quá trình tìm hiểu nhau và yêu nhau thì đàn ông luôn có xu hướng là nếu mình có điều kiện thì mình sẽ cung cấp cho người phụ nữ của mình những cái điều kiện tốt đẹp nhất, đúng không? Mình không phản đối việc các bạn làm những cái điều đó, nhưng mình khuyến khích các bạn nhiều hơn. Đấy là ví dụ đi ăn, đi uống, thỉnh thoảng những dịp đặc biệt, lãng mạn thì có những món quà, thì tùy vào khả năng của các bạn tặng cho họ, rồi là chi trả cho những cái chi phí mà các bạn hẹn hò với nhau thì ok. Thế nhưng cái việc mà các bạn chu cấp hàng tháng cho cô gái của người mình yêu thì mình không khuyến khích, mà hãy làm điều đó khi mà cô ấy đã là vợ của các bạn thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì khi các bạn yêu nhau thì cũng không ai đảm bảo được cái điều gì cả. Không phải là mình nói ra các bạn hãy tính toán thật kỹ đi, nhưng nó sẽ làm cho các cô gái cảm thấy bị phụ thuộc. Bởi vì khi mà các bạn chọn một cô gái để yêu, để lấy, bạn cuộc sống của các bạn sẽ có những cái thăng trầm chứ, đúng không? Hãy chọn một cô gái mà cô ấy có thể làm chủ được cuộc sống của họ, độc lập tự chủ về kinh tế, thì sau này khi các bạn lấy người ta về, ngay cả khi các bạn gặp khó khăn trong công việc, trong cuộc sống, ít nhất là cũng có người ta ở đấy, người ta có thể lo được cho mình chứ không phải hoàn toàn phụ thuộc vào cuộc sống của các bạn. Như vậy cái áp lực của các bạn nó sẽ ít hơn, bởi vì mục đích của hôn nhân là chúng ta hỗ trợ nhau và ủng hộ nhau và làm cho nhau hạnh phúc. Tránh cái trường hợp là rất nhiều bạn chu cấp cho cô gái xong rồi 1-2 năm sau người ta lại đi theo một cái người có khả năng chu cấp nhiều hơn. Và mình nói thẳng với các bạn, một cô gái mà yêu các bạn chân thành, người ta muốn gắn bó lâu dài với các bạn, người ta cũng rất thận trọng trong cái việc nhận tiền của một người đàn ông. Cho nên đây là điều mà mình không khuyến khích các bạn. Cái điều số 2 mà chúng ta phải ghi nhớ khi yêu đấy là đừng bao giờ yêu một người phụ nữ khi tức lên thì xúc phạm danh dự nhân phẩm của các bạn, thậm chí động tay động chân với các bạn. Rất nhiều người phụ nữ khi mà họ tức lên ý, các bạn sẽ thấy rằng khi người ta tức lên người ta thể hiện bản chất của họ. Họ lăng nhục các bạn, họ dùng những lời lẽ thô tục với các bạn, thậm chí tát các bạn. Đấy là khi lòng tự trọng của các bạn bị tổn thương rất là lớn. Nhưng mà nhiều khi vì yêu các bạn vẫn cứ bỏ qua hết. Nhưng mà nói thật đi, bạn không thể nào có hạnh phúc với một người phụ nữ không tôn trọng mình được. Bởi vì cái sự nói ra những lời thô tục nó thể hiện là một cô gái không có văn minh. Bạn là một người đàn ông văn minh, hãy tìm cho mình một người phụ nữ văn minh. Hãy có cam kết với nhau ngay từ đầu rằng bất kể có tức giận đến mức độ nào, hoặc bất kể người kia có xấu đến cái mức độ mà mình không thể tiếp tục cái mối tình này, thì mình cũng chia tay trong văn minh, chứ không phải là dùng những lời lẽ không hay, lăng mạ hoặc là chửi bới đối phương, thậm chí là động tay động chân với đối phương, thì sẽ không có chuyện đó trong cái mối tình văn minh của chúng ta các bạn nhé. Điều thứ ba mà đàn ông tuyệt đối đừng bao giờ làm đấy chính là níu kéo một người phụ nữ đã có người đàn ông khác. Các bạn thân mến, bất kể cô ấy là người yêu cũ của các bạn và bây giờ có một người yêu mới, hay là bây giờ bạn mới quen cô ấy, thấy cô ấy rất cuốn hút nhưng mà cô ấy đã có người mới rồi. Nhưng mà cô ấy đã có người yêu rồi, đừng bao giờ xen vào đó. Và đặc biệt với những người mà cô ấy đã từng yêu mình, xong rồi chia tay mình rồi lại có người khác, hoặc là chưa chia tay mình mà lại có người khác, thì mình khuyến khích các bạn là hãy tránh xa cô gái ấy ngay, nếu không muốn mọc thêm cho mình vài cái sừng nữa. Với cả trong tình yêu, nếu muốn có hạnh phúc thì tình yêu nó phải trọn vẹn. Trọn vẹn ở cái chỗ là từ lúc người ta yêu bạn thì người ta chỉ có một mình bạn thôi, chứ không phải từ lúc yêu bạn người ta vẫn có thể say nắng hay là có những mối quan hệ ngoài luồng với những người khác các bạn nhá. Điều số 4 mà đàn ông phải luôn khắc ghi khi yêu đấy chính là đừng bao giờ yêu đơn phương. Các bạn thân mến, tại sao mình nói rằng các bạn đừng bao giờ yêu đơn phương? Bởi vì chẳng tội gì mà phải yêu đơn phương cả. Và hãy luôn luôn biết giá trị của mình. Các bạn sinh ra trong cuộc sống này, các bạn là một người đàn ông thực thụ, có giá trị. Bạn xứng đáng với một cô gái mà yêu các bạn chân thành, yêu các bạn chung thủy và yêu các bạn say đắm. Có thể trong quá trình tìm hiểu các bạn chưa biết được là cô gái này có thích mình không, ừ thì mình có thể tìm hiểu tiếp, thậm chí tán tỉnh tiếp để xem cô có thích mình không. Còn một khi mà biết thừa là cô không có thích mình, hoặc là biết thừa là cô có một người khác, thì đừng bao giờ đâm đầu vào đó. Tình yêu đơn phương nó chỉ dành cho những người không thực sự biết giá trị của mình thôi. Còn một người biết mình xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trong tình yêu thì người ta sẽ không yêu đơn phương.
Điều số 5 mà các bạn phải tuyệt đối nhớ trong tình yêu, đấy là đừng bao giờ yêu một người phụ nữ coi thường ngoại hình của các bạn. Các bạn thân mến, nhiều khi có những cô gái họ đến bên cuộc sống của các bạn, họ cứ chê bai họ, bạn cái này cái kia. Bạn có biết tại sao bạn yêu phải một cô gái mà người ta cứ chê bai bạn hết cái này đến cái khác không? Bởi vì bạn chỉ là một cái phương án tạm thời của cô ta thôi. Để sau này cô ta sẽ tìm được một người tốt hơn thì sẽ rời bỏ các bạn. Biểu hiện của những cô gái này là luôn luôn cảm thấy không bằng lòng với những gì mình đang có. Thấy bạn làm cái gì cũng không vừa mắt. Chê bạn xấu, chê bạn lùn, chê bạn da đen, vân vân và vân vân. Nếu một người phụ nữ có thể mở miệng ra để chê bai, thậm chí làm các bạn tự ti về cái ngoại hình của mình, thì hãy để cô ấy bước ra khỏi cuộc sống của bạn đi. Bạn xứng đáng với một cô gái mà yêu bạn khi bạn là chính mình và tôn trọng bạn, để nếu như ngoại hình bạn có cái điều gì nó chưa được hoàn mỹ và cô ấy có muốn thay đổi một chút thì phải dùng một cách tế nhị, chứ không phải nói với các bạn thẳng thừng một cách sỗ sàng và rồi để cho các bạn tự ti đâu. Điều số 6, đừng bao giờ yêu người phụ nữ khinh thường các bạn. Các bạn thân mến, trong tình yêu có rất nhiều khi các bạn bị khinh thường đấy. Nhưng mà vì yêu các bạn vẫn cứ chấp nhận. Và mình không khuyến khích các bạn yêu một người phụ nữ khinh thường bạn. Khinh thường bạn ở chỗ nào? Ví dụ khi bạn nói về cái ước mơ hoài bão của mình thì cô ta dập tắt ngay và cô ta nói rằng: ôi anh thì làm sao mà làm được những chuyện đó, thôi bỏ đi, dẹp đi. Và sau đó làm cho các bạn nhụt chí. Hãy yêu một cô gái mà khi các bạn chia sẻ về những ước mơ và dự định trong tương lai, cô ấy tràn đầy cái niềm tin vào bạn. Và cái điều số 7 khi yêu đàn ông phải tuyệt đối ghi nhớ, đấy chính là đừng bao giờ mà phụ nữ nói một là một, hai là hai, nói gì nghe đó mà không có chính kiến của mình. Việc chiều chuộng và yêu thương các cô gái của mình thì mình rất ủng hộ thôi. Đấy là cái điều mà nó khiến cho tình yêu của các bạn bền vững. Nhưng việc mà cô ấy nói một là một, hai là hai, bạn không bao giờ có một sự phản kháng hay có một ý kiến riêng gì thì đấy sẽ là một người đàn ông mà cô ta sẽ ruồng bỏ sớm thôi, bởi vì không có một sức cuốn hút nào cả. Mình cảm thấy bất ngờ khi có những người đàn ông mà cô gái nói với anh ấy là: ồ em chưa muốn yêu đâu, chúng mình cứ mập mờ như thế này đi. Thì cũng đồng ý là mập mờ, chưa yêu nhau chính thức vẫn quan tâm nhau như người yêu. Xong một thời gian sau cô ta lại nói rằng: ôi bọn mình không mập mờ nữa, bọn mình như bạn bình thường đi, em không muốn có cái gì thân mật cả. Thì cũng đồng ý. Thế thì cuối cùng là đấy chính là lý do tại sao các bạn bị ruồng bỏ đấy. Vì mình không có chính kiến của mình, để cho người phụ nữ quay mình như trong chóng mà muốn gì là được đó. Không, bạn yêu thì yêu thật, chiều thì chiều thật, nhưng bạn có quan điểm của mình. Mình chỉ yêu khi nào, khi người ta thực sự muốn gắn bó cuộc đời với mình thôi. Còn mập mờ á, thôi, xin mời bước ra ngay. Đó, đấy là những cái thái độ cũng như cái cách ứng xử của một người đàn ông có giá trị. Điều số 8, các bạn tuyệt đối đừng bao giờ làm trong tình yêu. Và phải tuyệt đối ghi nhớ đấy là đừng bao giờ tỏ tình trong khi biết chắc rằng người ta không thích mình. Các bạn thân mến, tỏ tình chỉ để thất bại thì đấy không phải là phong cách của một người đàn ông có giá trị. Một người đàn ông chỉ tỏ tình khi mà anh ấy chắc chắn đến 99% đến 100% rằng cô gái này yêu mình thì anh mới tỏ tình. Tại sao anh có thể làm được như thế? Bởi vì trong quá trình quen nhau và tìm hiểu về nhau, tán tỉnh nhau là anh có thể biết được rằng cái tình cảm của cô gái này có dành cho mình hay không rồi. Thì khi mà có những cái nắm chắc nhất định thì anh mới tiến tới. Chứ không bao giờ là trong lòng biết rõ là cái cô gái này có người khác nhưng mà mình vẫn tỏ tình. Anh ấy sẽ không làm thế bởi anh biết mình có giá trị. Cho nên hãy là một người đàn ông có giá trị để biết rằng mình xứng đáng với một cô gái dành cả trái tim cho mình. Và cô ấy rất háo hức để nhận được cái lời tỏ tình từ mình. Đó, bạn xứng đáng với một cô gái như vậy. Còn trong quá trình tìm hiểu nhau, đương nhiên chưa biết cô ấy có thích mình hay không, mình có thể cân nhắc, mình có thể tiếp tục tìm hiểu. Thế nhưng một khi biết chắc rằng cô không thích mình thì cái lòng tự trọng cũng như giá trị của một người đàn ông sẽ khiến cho anh ấy phải bước đi và tìm cho mình một người phụ nữ thực sự thuộc về mình các bạn nhé. Điểm số 9 mà một người đàn ông phải tuyệt đối nhớ khi yêu, đấy là đừng bao giờ tha thứ cho một người phụ nữ phản bội. Các bạn thân mến, bất kể là phụ nữ hay đàn ông phản bội trong tình yêu thì mình cũng khuyến khích các bạn đừng bao giờ tha thứ. Bởi vì tha thứ lần 1 là một cái nền tảng để các bạn sẽ tiếp tục có lần 2. Các bạn đừng nghĩ rằng mắc sai lầm một lần các bạn tha thứ thì sẽ không có lần 2 nhá. Các bạn cứ tha thứ đi, rồi các bạn sẽ thấy lần 2 nó cũng sẽ đến nhanh thôi. Rồi lần 3, lần 4, lần 5 thì nó sẽ còn nhanh hơn nữa. Nếu sai hãy cho họ sửa, thế nhưng hãy để họ biết rằng họ phải trả giá cho những điều mình làm. Họ sẽ sửa nhưng với người sau của họ chứ không phải với bạn. Và bạn trong tình yêu chỉ chấp nhận một tình yêu trọn vẹn mà thôi.
Điểm số 10 mà khi yêu người đàn ông phải khắc cốt ghi tâm, đấy chính là đừng bao giờ yêu một người phụ nữ mà người ta luôn luôn đòi hỏi quá nhiều thứ, quá cao so với tầm với của các bạn. Ví dụ, điều kiện của bạn chỉ có thể tổ chức một cái đám cưới ở quê, nó nho nhỏ, nó xinh xinh, nó vừa với cái tầm của quê mình thôi. Nhưng mà cô nhất định phải có một cái đám cưới như một công chúa, ở nhà hàng, rồi sang trọng, rồi phải đầu tư bao nhiêu tiền, trong khi bạn không có tiền. Thì đừng yêu một cô gái như thế. Một cô gái như vậy thì sau này sẽ là một cái nền tảng để cô ấy đòi hỏi nhiều hơn trong cuộc sống của các bạn. Mà dù các bạn không đáp ứng được thì cái áp lực của các bạn sẽ rất là lớn. Bạn yêu một người phụ nữ tức là người ta hiểu về cái tình trình tài chính của bạn. Yêu bạn ngay cả khi bạn giàu hay là khi các bạn không giàu lắm. Hãy yêu một cô gái mà có tinh thần tiết kiệm vì bạn nữa. Ví dụ, cô ấy thấy rằng tài chính của bạn cũng không được tốt lắm. Cô ấy, mặc dù cô ấy có thể giàu, cô có thể đến những cái nhà hàng sang trọng, nhưng vì bạn, vì để bạn có thể thể hiện cái đàn ông của mình, cô ấy đi đến cái nhà hàng bình thường, bình dân thôi, để bạn vẫn có thể chi trả cho những cái quán ăn đó. Thì nó thể hiện rằng cô ấy rất là tinh tế, cô biết tiết kiệm tiền cho người đàn ông của mình, chứ không phải là đòi hỏi một cách xa hoa. Thì hãy yêu một cô gái như vậy các bạn nhé. Và đó là 10 điều mà đàn ông hãy luôn luôn ghi nhớ khi yêu. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng giải đáp thắc mắc về tình yêu cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Trước khi bắt đầu thì các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút subscribe để ủng hộ cho mình, và đồng thời nhấn vào cái nút chuông bên cạnh đó để mỗi khi có video mới thì nó sẽ nhắc nhở các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: chị ơi, chị giúp em với. Em và chồng em đang xa nhau, bọn em vừa nói chuyện thẳng thắn, anh bảo chia tay một thời gian để anh yên tĩnh suy nghĩ. Em và anh đã có con hơn 1 tuổi. Lúc cưới thì vì hai đứa em lỡ có bầu, nhà anh không có chỗ ở đàng hoàng nên em bỏ về nhà mẹ sau 1 tháng làm dâu. Lúc đó em còn trẻ nên suy nghĩ đơn thuần là muốn bỏ anh làm mẹ đơn thân. Giờ thì nhìn con em không nỡ. Có một người con gái đang theo đuổi anh. Hiện tại em vẫn chở con tới lui để thăm, hoặc là anh về nhà em thăm con. Chị cho em lời khuyên bây giờ em nên làm gì ạ? Em thương con và cũng có tình cảm với chồng. Em thân mến, nó thực ra trong tình huống của em thì em đã nhận ra cái sai của mình rồi, đúng không? Có thể là do lúc đó khi mà lúc mình có bầu xong rồi mình kết hôn thì tuổi của mình còn quá nhỏ và mình chưa đủ chín chắn để có những cái suy nghĩ mà nó đúng đắn và để duy trì một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng mà nếu bây giờ mình nhận ra rồi thì mình phải thay đổi thôi em. Hãy nghĩ cách để cứu vãn cái cuộc hôn nhân này. Em có chia sẻ với chị là em và chồng em có nói là chia tay một thời gian để anh suy nghĩ. Nhưng mà lý do tại sao bọn em lại chia tay? Em không nói với chị tại sao bọn em lại chia tay. Ví dụ chia tay là do em cứ một nơi, anh một nơi, anh không thích như thế. Anh không thích là anh có vợ mà anh cứ phải như thế này. Hay là lý do là trong thời gian đấy mình làm cái gì không đúng, không tốt với anh ấy mà làm anh ấy chán, anh ấy khó chịu mà anh ấy chia tay. Thì em phải biết cái lý do tại sao bọn em chia tay. Thì lúc đó chúng ta mới biết cái phương án làm thế nào để chúng ta giải quyết. Đúng không em? Bởi vì cái bây giờ mong muốn của bọn em ấy là phải ở cùng nhau, là phải quay lại với nhau, đúng không? Mà trong một cuộc hôn nhân ấy mà bọn em cứ chồng một nơi, vợ một ngả như thế này thì sớm muộn gì nó cũng tan vỡ. Em phải hiểu cái điều này. Cho nên nếu em muốn hàn gắn cái cuộc hôn nhân này ấy, thì bọn em phải tìm cách để ở bên nhau, sống với nhau. Có thể là nhà anh không có chỗ ở đàng hoàng, nó hơi lụp sụp một tí, mình chấp nhận mình về đấy mình ở. Hoặc là nhà mình tốt hơn thì thử hỏi anh ấy xem anh có thể về nhà em ở được không. Đấy. Nói chung, hoặc là bọn em đi đâu đó ở, nhưng phải ở cùng nhau. Đã ở trong một cuộc hôn nhân, bọn em muốn nó bền vững, bọn em phải ở cùng nhau. Chứ không thể nào mỗi người một ngả. Mỗi người một ngả rồi thì sớm muộn rồi gì cũng sẽ có một cô gái khác bước vào trong một quan hệ này. Và rồi người đau khổ là em, người thiệt thòi là con em. Đúng không nào? Cho bây giờ cái trách nhiệm ở trên vai mình nó nặng lắm. Nó không chỉ là mình còn là con mình nữa. Mình cũng yêu chồng, con mình cũng yêu chồng. Mình cần có người đàn ông này. Thì mình phải thay đổi bản thân mình. Đầu tiên em phải tìm lý do tại sao giữa bọn em có cái sự đổ vỡ đấy. Tại sao anh lại muốn suy nghĩ lại thế? Rồi mình sửa, mình hàn gắn lại. Mình nói với anh ấy về cái mong muốn là em thực sự trong thời gian qua em đã nhận ra rằng anh là một người quan trọng trong cuộc sống của em và con như thế nào. Trước đây em đã sai lầm khi mà ứng xử thế này thế kia. Em không nên thế này thế kia. Em rất hy vọng là mình sẽ có thể là một người phụ nữ hạnh phúc đấy. Và người phụ nữ may mắn đấy được tiếp tục làm một người phụ nữ cho anh hạnh phúc, đem đến hạnh phúc cho anh.
Đấy. Và sau khi em nói xong cái câu đấy, bất kể anh ấy phản ứng như thế nào, có thể là anh ấy nói là anh không đồng ý đâu, hoặc là thôi hãy cho anh thời gian suy nghĩ, hãy tôn trọng anh ấy, hãy để anh ấy có thời gian như thế. Và sau đó em cần phải là một cô gái cực kỳ cao thượng và cực kỳ tốt. Em không ích kỷ cho mình, mà em suy nghĩ đến người yêu của em nhiều hơn. Nó thể rằng em có một cái tình yêu chân chính dành cho người yêu của mình, chứ không phải là cái sự ích kỷ. Rất nhiều bạn trong cái tình huống như này sẽ ứng xử sai với cái sự ích kỷ của mình, và chỉ muốn chăm chăm đạt được cái thứ mình muốn, nhưng không hề biết rằng người đàn ông họ muốn gì. Đúng không? Người đàn ông họ rất muốn có một người phụ nữ biết tôn trọng họ, biết trân trọng họ, biết cho họ được là đàn ông, là người đàn ông thực sự. Chứ không phải là mình quay về nhà xong rồi mình giao rêu giao thiên hạ, nhà anh lục sục không có gì cả nên tôi phải về nhà tôi. Đấy. Thực ra ấy, ngay cả khi chồng em là một người lao động chân tay thôi, anh ấy không thực sự có tài, nhưng mà anh ấy là một người đàn ông. Em cần, đấy là chồng của em phải tôn trọng anh ấy. Em phải bảo vệ cái lòng tự trọng của anh ấy. Thì đấy chính là cái cách mà em bảo vệ chính mình, bảo vệ cái tình yêu mà anh ấy sẽ dành cho em. Vì một người đàn ông, người ta chỉ yêu một cô gái khi người ta nhìn thấy rằng cô gái ấy thật lòng với mình, chân thành với mình, biết bảo vệ cái lòng tự trọng cho mình thôi. Nhá, cho nên cái này là em phải chú ý này, xong ứng xử sao cho nó tốt này. Xong rồi bây giờ em hãy chuẩn bị sẵn cái tinh thần như thế này. Dù sao thì mình cũng đã ở nhà mẹ mình một thời gian rồi mà, mình cũng sống một mình rồi. Thì mình phải có một tâm lý này. Bây giờ mình thực sự là muốn là hai đứa nó sẽ quay lại với nhau. Thế nhưng mà điều quan trọng nhất là gì? Mình mong cái điều hạnh phúc nhất sẽ đến với người chồng của mình, đúng không? Nếu anh ấy nhận ra rằng ở bên mình một cô gái tốt đẹp giống như mình sẽ làm cho anh hạnh phúc, thì mình sẽ tiếp tục phấn đấu và cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn để làm cho anh hạnh phúc. Còn ví dụ như trong thời gian này, với tất cả cái sự nỗ lực, với cái sự tốt đẹp mà mình đang làm đây, mà ví dụ anh ấy có một cô gái khác chẳng hạn, thì chị nghĩ rằng là mình cũng không nên can thiệp vào đấy nữa, và mình vẫn phải sống cái cuộc sống của mình em nhá. Vì cái sự tốt, chị luôn khuyến khích các em đến với cái sự tốt đẹp, làm những cái điều tốt đẹp, nhưng mà cần phải đem nó cho một người đàn ông, cũng phải biết trân trọng nó nữa. Có thể trong thời gian trước đây em đã làm sai nhiều rồi, có thể trong thời gian trước đây mình chưa đúng, thì có thể là gây cho người ta cái ấn tượng là một cô gái ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình. Bây giờ là lúc thay đổi, nó là cái cơ hội và là cái thử thách và cái duyên cho bọn em nữa, để nhận ra rằng liệu chúng ta có còn duyên để ở bên nhau không. Nhưng mà chị cũng khuyên em là dù mình có cần anh ấy đến mấy, mình cũng phải là một người phụ nữ có tiêu chuẩn trong tình yêu. Không phải là em rất cần anh xong rồi bây giờ anh cứ yêu cô khác đi, lúc nào anh muốn quay lại với em thì quay lại. Không, đừng như thế. Mình có yêu thật đấy, nhưng mà vẫn phải là một cô gái có tiêu chuẩn. Nếu mà trong cái thời gian giai đoạn này mà anh ấy thực sự có yêu một cô gái khác ấy, thì đấy là cái lúc mà chúng ta nên dừng lại em nhá. Mình vẫn phải là một cô gái có tiêu chuẩn, mình vẫn phải sống thật hạnh phúc cái cuộc sống của mình. Trong thời gian này hãy bồi dưỡng bản thân trở thành một cô gái tốt hơn, cao thượng hơn, biết nghĩ cho người khác hơn. Em hãy xem các cái video của chị về chủ đề mẫu cô gái mà đàn ông khao khát có được, kiểu con gái như thế nào là cuốn hút và hấp dẫn với đàn ông. Đấy, em phải có những cái tố chất đấy. Thì dù có thể là anh này có quay trở lại với em hay không, thì với những cái tố chất đó ở một người phụ nữ, em vẫn sẽ có hạnh phúc em nhá. Và em sẽ đón chờ, có thể là sau này một người đàn ông phù hợp với em hơn và làm cho em hạnh phúc. Nhưng cái điều quan trọng là gì? Em có hạnh phúc hay không, nó phụ thuộc vào con người của em. Em là người tốt, biết cách ứng xử, cao thượng, độc lập, em sẽ thu hút một người như vậy, tốt như thế sẽ vào cuộc sống của em. Còn nếu như mình không thay đổi gì, mình cứ ở đây và chỉ muốn là anh sẽ quay lại với em phải thế này thế kia, thì không được em nhá. Chị hy vọng rằng em sẽ xem thêm những cái video về chủ đề cô gái cuốn hút là như thế nào, làm thế nào để trở thành cô gái mà người đàn ông khao khát có được. Đấy, những cái điều đấy mình hãy rèn luyện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo của một bạn khác nhá. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: chị ơi, em mong chị đọc bài của em. Em và bạn gái yêu nhau đã 3 năm, mối tình của bọn em cũng đã có một vài lần chia tay. Nhưng đến lần này thì cô ấy nói chia tay vì lý do chưa trưởng thành và ít quan tâm cô ấy. Vì yêu mà em trở nên tính ích kỷ và trẻ con. Vì luôn có cô ấy bao bọc, em rất nhớ cô ấy và muốn quay lại với cô ấy. Em muốn hỏi chị là nên làm như thế nào và mối tình này có quay lại được không? Em xin chị giải đáp thắc mắc cho em. Em thân mến, đương nhiên tất cả các mối quan hệ mà khi người kia chưa có một người mới thì các em vẫn còn có cơ hội. Còn nước thì còn tát, đúng không? Cái sai của em đã nhận ra rồi. Mình là một người đàn ông không trưởng thành, không bản lĩnh. Đáng nhẽ khi yêu một cô gái, mình phải là một người đàn ông mà mình sẽ che chở cho cô ấy, bảo vệ cho cô ấy, chiều chuộng cho cô ấy. Nhưng đây mình lại làm điều hoàn toàn ngược lại. Mình ngồi ở đây và chờ cô ấy che chở và bao bọc cho mình. Em ạ, không một cô gái nào muốn như vậy hết.
em phải biết cái tâm lý của phụ nữ và một người đàn ông như thế nào thì sẽ hấp dẫn. Một người đàn ông rất hấp dẫn với một cô gái đấy là một người đàn ông biết chiều phụ nữ. Em ạ, em phải học được cái đó thì em mới có thể thu hút được cái cô gái của mình. Còn bây giờ một người đàn ông mà cứ giống như là một đứa trẻ con ấy, cái gì cũng cần phải mình chỉ, cái gì cũng cần mình bảo, xong rồi cái gì cũng cần mình che chở cho, xong rồi không che chở cho cô gái của mình, không được. Em phải thay đổi hoàn toàn cái tư thế của mình đi. Bây giờ mình không ở đây và trông chờ cái sự tốt đẹp từ cô ấy nữa, mà mình sẽ trở thành một người đàn ông biết chăm sóc cho cô ấy hơn. Hãy bắt đầu quay trở lại và chinh phục cô ấy như cái hồi bọn em mới yêu nhau á. À, cứ hỏi cô ấy xem cô ấy thích gì. À, mình đi mua cho cô ấy trà sữa, món ăn mà cô ấy thích. Thậm chí là lúc nào mà chỉ cần em thích thôi, anh sẽ đi mua cho em. Hãy chiều chuộng cô ấy, hãy học cách chiều chuộng và bảo vệ người con gái của em. Đấy, đấy chính là cái thứ. Một cô gái không thể nào từ chối được một người đàn ông mà cứ coi mình như công chúa. Em ạ, hãy coi cô ấy như là một cô công chúa bé nhỏ của em, mà lúc nào em cũng cần nâng niu, chăm sóc và chiều chuộng. Đấy, chính những cái điều đó nó sẽ khiến cho cô ấy có lại cảm xúc với em nhá. Cho nên bây giờ hãy học cách như vậy đi. À, mình biết rõ lý do là tại vì mình chưa trưởng thành, tại vì mình không có thể bảo vệ và che chở cho cô ấy nên cô ấy rời bỏ mình mà. Bây giờ mình thay đổi, trở thành một người đàn ông đáng để cô ấy dựa vào cả mình cả đời ấy. Em ạ, hãy chiều cô ấy bằng cái cách mà không người đàn ông nào ngoài kia có thể chiều cô ấy được. Hãy yêu cô ấy, trân trọng cô ấy bằng một cái tình cảm thiêng liêng nhất trong tình yêu. Mình không trông chờ. Đương nhiên, với cái sự tốt đẹp của em ấy, người phụ nữ ấy, người ta thấy người đàn ông có thể hy sinh vì mình nhiều như thế, người ta sẽ chẳng tiếc gì để mà cống hiến cả cuộc đời cho em cả. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn là gì? Quan trọng hơn là mình đến với cuộc sống của ấy với tư thế của một người cống hiến và cho đi. Đừng trông chờ gì nữa nhá. Đương nhiên em sẽ có những cái thứ em muốn, nhưng điều quan trọng hơn bây giờ mình học cách để cho đi. Hãy học cách để quan tâm cô ấy nhiều hơn, đến suy nghĩ của cô ấy, đến mong muốn của cô ấy, tìm cách cung cấp những cái thứ mà cô ấy cần. Ví dụ nhá, chiều chuộng một bằng những cái thứ rất đơn giản mà để cô ấy thấy rằng cô ấy chính là một cô công chúa bé bỏng trong lòng của em ấy. Ví dụ đi ra ngoài, chủ động cầm tay chuẩn bị cho cô ấy cái khẩu trang đeo lên cho cô ấy. Lúc cô ấy đi trên đường, dây giày lỡ tuột ra, cúi xuống thắt dây giày cho cô ấy. Hoặc trước khi ra khỏi nhà, tự tay mình đeo giày cho cô ấy, chăm sóc cho cô ấy như một cô công chúa bé nhỏ ấy. Để cô ấy phải dần dần phải có cái sự ỷ lại nhất định vào cái sự trưởng thành và sự che chở và sự bao bọc của em. Đấy chính là cái sức hấp dẫn của một người đàn ông nhá. Hãy làm như vậy đi, rồi em sẽ bất ngờ vì cái sự phụ thuộc của người phụ nữ đấy vào em. Người ta sẽ yêu em và người ta không rời xa em được. Đấy, đây là bí quyết của tất cả những người đàn ông mà có được lòng của một người phụ nữ. Phải biết chiều, đàn ông là phải biết chiều, mà không biết chiều là thất bại. Em ạ, à, không biết chiều không thể nào mà có được tình cảm từ một cô gái một cách hoàn toàn được. Thế hãy thay đổi đi. Bây giờ hãy hứa với lòng mình là chỉ cần cô ấy thích cái gì, mình sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng cho cô ấy cái mong muốn đấy. Nếu mình không làm thì vì mình biết rằng cái điều đấy nó không tốt cho cô ấy thì mình mới không làm. Còn nếu như cô ấy có cái mong muốn đấy, mình sẽ đáp ứng cho cô ấy mong muốn đấy. Em nhá, hãy cho cô ấy thấy rằng em chính là một cô công chúa của cuộc đời anh. Anh yêu em và trân trọng em với tình cảm và tình yêu thiêng liêng như vậy. Anh sẵn sàng ở đây là một người đàn ông bản lĩnh để che chở cho em, chăm sóc cho em, lo lắng cho em, làm cho em hạnh phúc. Đấy, hãy đứng lên và làm một người đàn ông như thế. Chỉ cần em có một cái tư thế như vậy thôi, em đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Mình đến với tình yêu để cho, không phải để lấy. Và đương nhiên với những cái thứ mình cho, em không lấy, người ta cũng sẽ cho em những cái thứ em cần, đúng không nào? Cho nên là hãy thay đổi bản thân mình, trở thành một người đàn ông hấp dẫn, trưởng thành và học cách cho đi cao thượng em nhá. Và đấy chính là bí quyết. Chị hy vọng rằng những cái bí quyết này sẽ giúp cho các em có thể có một tình yêu nó thăng hoa và đẹp nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.